ไอ้ก็ดูแล้วก็เลยญาติก็เลยคนมวยนี่ชื่อเลยสู้
volume chị nghe kính so volume rồi chị ạ volume rồi mà nghe mayu chạy từ lên mayu mấy chị ạ à cái là nghe bây giờ thì Korea chạy được rồi nghe à Korea học chứ mấy Korea giờ này đời tại nghe khi bộ bài đó tình chạy họ ở lối vào mình này đi lô mayu fan mà nó mayu fan mà họ ấy hiện cái đấy chạy được họ mayu mà bọn nó họ sao bị chạy được rồi họ nghe cái đấy là chạy được rồi mà họ đã mất là nhiều bọn bọn nó hiện nay tụi bây giờ chỉ để đi bọn nó mới chỉ để khai trào là nhiều lái chỉ biết để em mà xong lái chỉ để lái chưa sao nó mất tiêu bọn nó ở bà đi cái nào đó tiêu để mà bà bố xin đi mà nó mất tiêu mà mì để phải dùng mì đó khai trào phải biết biết được xem khai trào phải biết cho nên magazine đi quay lại là bọn nó sang này để phát để sau hôm nay sinh viên sao nó sinh viên sao à khu rồi người ta chả tin nữa mà biết là mình tích được hòa mà chịu bọn nó mà nghe mang yêu đó chạy được mang yêu chịu chết đấy hả anh nói rồi đi chơi máu bọn nó còn nói là vụ xây lý này rồi cha cha mà bọn nó bảo rồi tới phim này yoga mà bây giờ bên này này tu là cả cháu đi là mà hiện giờ anh mới cho bạn này luôn chơi này được khu người luôn sao mà chết để cả là được khu bọn nó ấy rồi còn nó rồi cô lâu xí hài xí đi chơi mà bảo bà lý lông này mày bảo mà khu người luôn rồi người online xí vay lý lâu thế anh luôn nhiều lý bọn online anh bây giờ lâu lý toa mày lấy của em mà số lần bị đa số lý sử dụng lên lên này mỗi lúc xa cha mày bảo lúc giờ lý qua của phan đi cha bà luôn nó anh ấy hồ sơ để cha bây giờ mua mà phải bán này bây giờ khu đi cả là mà số song song ngoài bị đa số quên đi lại nhà ấy xí mà bằng người luôn lại bảo thắt đủ bà về người luôn lại song song cái em bị đa số xí ấy soi khai cho nó hồ bảo lúc giờ mày along đi nghe anh ta cũng như đại gia khán giả này anh hoàn mình này bạn này xích đem cha bạn này lo còn đi chơi mà còn lúc này ngang lúc mà nó được cái ba long phía đây yoga phía đây rồi xích đem cha bên này xí xe cha mẹ lo à bây giờ đi làm yoga ấy trên này tất cả hoa lối trên này along đủ tiền tuổi trên này lo à bây giờ nghe bọn nó chơi đây nghe fan đi bọn nó à bây giờ nghe giống này sao đâu thì à bây giờ nghe customer nghe nụ bình nhạc nghe nhiều lên à bây hú nghe lý đi bọn nó à bây giờ nghe break tadi nghe thì nhà này bây giờ anh cũng chơi suốt mà ấy luôn học nghe nấu thật lâu mà nhà lâu ngày đi thì cái lối xí là cái lối xí này áp bia bao học nghe bây giờ chơi mà chơi suốt mà